Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nông nghiệp 24 giờ được phát trực tiếp trên kênh VTC16. Vâng, và tôi là Quỳnh Hoa. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về COVID-19 cũng như những tình hình nổi bật trong nông nghiệp Việt Nam và thế giới ngay những phút sau đây. Trong ngày hôm nay, cả nước phát hiện thêm 400 ca mắc COVID-19. Đây là số ca kỷ lục trong ngày từ trước cho đến nay ở Việt Nam. Tất cả đều là ca lây nhiễm trong nước, trong đó Bắc Giang vẫn là điểm nóng của tâm dịch. Đồng tình với văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngay trong sáng ngày hôm nay, Bộ Y tế đã gửi các bệnh viện, đơn vị trực thuộc và các sở y tế để yêu cầu không công bố danh tính, chi tiết lịch trình, quá trình tiếp xúc của bệnh nhân COVID-19. Trước những phản ứng gay gắt của dư luận về sự việc chưa giải ngân 14 tỷ đồng tiền từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng giải thích vì lý do dịch bệnh và đồng thời xin lỗi đồng bào miền Trung vì sự chậm trễ của mình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết là tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 25 tháng 5, Bộ Y tế cho biết phát hiện thêm 100 ca mắc COVID-19, tất cả đều là ca lây nhiễm ở trong nước. Bắc Giang vẫn là điểm nóng với 87 ca. Các ca mắc còn lại ghi nhận tại Hà Nội 8 ca, Đà Nẵng 2 ca, Thái Bình, Hồ Chí Minh, Điện Biên cùng ghi nhận là 1 ca. Như vậy là tính đến 12 giờ ngày 25 tháng 5, Việt Nam có tổng 5.561 ca mắc COVID-19, 44 ca tử vong. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 cho tới nay là 2.505 ca. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là 2.794 ca. Hiện số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 70 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 41 ca, số ca âm tính lần 3 trở lên với SARS-CoV-2 là 69 ca. Theo thông tin mới nhất của đơn vị công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang, thì chiều ngày hôm nay, địa phương này đã có thêm hơn 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Số lượng các ca dương tính này được phát hiện nhờ tổng lực tăng tốc xét nghiệm trong 3 ngày qua mà Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bắc Giang và các lực lượng y tế đã triển khai tại tất cả các khu công nghiệp, các nhà máy và khu lưu trú của công nhân ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tất cả các công nhân này dương tính đều đang lưu trú tại khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và đang được kiểm soát. Thưa quý vị, là trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như là hiện nay thì thành phố Hà Nội chưa xem xét phương án giãn cách toàn thành phố ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì tối ngày hôm qua ngày 24 tháng 5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có công điện khẩn số 11 hỏa tốc yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ tạm dừng hoạt động từ 12 giờ ngày trưa ngày hôm nay là ngày 25 tháng 5 để phòng chống dịch bệnh. Và chúng tôi đã có một tổng hợp ngắn về quá trình Hà Nội tạm dừng các dịch vụ thời gian qua do dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại. Đầu tiên, ngày 3 tháng 5, sau khi phát hiện nhiều ca mắc mới trong cộng đồng tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Ca, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành công điện số 06 CD UBND hỏa tốc tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống, đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau 10 ngày ra công điện đầu hỏa tốc, Hà Nội tiếp tục ra công văn 17 CV BCD 2021 tạm dừng toàn bộ các hoạt động thể thao tập trung đông người, sân golf, các sân tập golf từ 12 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2021 đến khi có chỉ đạo mới của Ban chỉ đạo thành phố. Sau khi các ca mắc mới trong cộng đồng như giám đốc công ty Hasinco có lịch trình đi đánh golf, đi họp, đi liên hoan. Sau hơn 2-3 ngày có công văn tạm dừng các hoạt động không cần thiết, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội vẫn diễn biến rất phức tạp. Hơn 300 ca mắc mới trong cộng đồng, đặc biệt là chùm ca bệnh mắc COVID-19, gồm 15 F0 liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn TNT, tòa Park 11 Tham City đều chưa rõ nguồn lây, rất phức tạp. Các F0 có thời gian ngoài cộng đồng dài, có lịch trình di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ dịch lan rộng rất nguy hiểm. Tình hình khẩn cấp, mặc dù chưa có chỉ thị giãn cách xã hội, nhưng ngay trong đêm 24 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký và ban hành công điện hỏa tốc số 11 CD UBND về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Công điện yêu cầu từ 12 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2021 tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới của thành phố. Theo đó, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán mang về,
không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người, các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Dù Hà Nội đã nâng mức cảnh báo cao nhất tạm dừng nhiều dịch vụ thiết yếu, nhưng đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa thông báo giãn cách xã hội toàn thành phố. Thưa quý vị, mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế không công bố danh tính chi tiết lịch trình di chuyển về quá trình tiếp xúc của bệnh nhân COVID-19 mà chỉ công bố và khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ về dịch tễ. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, việc cung cấp thông tin tuyên truyền cho báo chí đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phòng tránh dịch bệnh và ý thức tự bảo vệ bản thân của cộng đồng và người dân. Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin cụ thể này cũng đang gây ra nhiều bất cập sau khi các báo chí đăng tải cùng với suy diễn thêm từ cộng đồng mạng đã khiến cho dư luận, cộng đồng bám theo bình luận, bàn tán, kỳ thị, xâm phạm đời tư gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của người nhiễm bệnh và cuộc sống sinh hoạt của gia đình họ. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị với Bộ Y tế không công bố cho báo chí danh tính chi tiết về lịch trình di chuyển và chi tiết về quá trình tiếp xúc của bệnh nhân, chỉ công bố khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ về dịch tễ để phòng tránh. Không được tiết lộ bằng bất cứ hình thức nào thông tin cá nhân, bao gồm danh tính, tuổi, địa chỉ của bệnh nhân mắc COVID-19. Văn bản đề nghị này của Bộ Thông tin và Truyền thông ngay lập tức đã nhận được sự đồng tình của Bộ Y tế. Theo đó, thì ngay trong sáng nay, Bộ Y tế cũng đã gửi các bệnh viện, đơn vị trực thuộc, các cơ sở y tế yêu cầu không công bố danh tính, chi tiết lịch trình, quá trình tiếp xúc của bệnh nhân COVID-19. Vậy việc công bố danh tính, lịch trình của bệnh nhân COVID-19 sẽ có những mặt lợi và hại như thế nào? Chúng tôi đã kết nối trường quay với luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư Hà Nội để cùng nhìn nhận về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào luật sư Trần Tuấn Anh ạ. Xin được hỏi ông là Bộ Y tế vừa có thực hiện là việc không công bố danh tính cũng như là lịch trình di chuyển cụ thể của bệnh nhân COVID-19. Vậy theo như đề nghị của Bộ Thông tin Truyền thông thì ông đánh giá sao về vấn đề này? Chúng ta xác định đây là dịch bệnh. Cái việc mà bị lây nhiễm COVID là cái việc không ai mong muốn. Kết hợp với thế mà lại còn bị công bố cái thông tin chi tiết cá nhân này cộng với lại lịch trình di chuyển một cách chi tiết, tức là biết luôn cá nhân đấy làm gì như nào, thì theo tôi là không hợp lý. Bởi vì cũng với cái lý luận của phía Bộ Thông tin ấy, thì đợt này Việt Nam đã trải qua tới 4 đợt dịch và chúng ta đã có rất nhiều các cái kinh nghiệm trong vấn đề truy vết, xác định những người có khả năng bị lây nhiễm, và cái việc mà công bố mã số của bệnh nhân này rồi tên viết tắt bệnh nhân, nó đã thể hiện được, nó cũng đã phục vụ được cho cái việc truy vết mà không cần thiết phải cung cấp cái danh tính cụ thể của họ cũng như là trình chi tiết di chuyển. Chính vì vậy nên là tạo để phù hợp với cái phòng chống dịch mới, cũng như là để đảm bảo được cái đời tư của những người mà không may nhiễm COVID hoặc là F1, F2 gì đấy, thì cái việc mà đề nghị không công bố danh tính cũng như là lịch trình di chuyển theo tôi là phù hợp với thời điểm hiện nay. Vâng, thưa ông, là theo luật thì việc này có xâm phạm đời tư hay không, và việc này thì ảnh hưởng đến danh dự cũng như là cuộc sống của những người đó như thế nào ạ? Ở đây chúng ta phải biết là đấy là vấn đề tại thời điểm đấy. Thế nên nếu mà nói về cái sự vi phạm thì tôi nghĩ là sẽ không có cái sự vi phạm với cái cách đưa tin từ trước. Thế tuy nhiên hiện nay mà đã có cái công văn, văn bản của phía Bộ Thông tin cũng như là chấp thuận của Bộ Y tế là không công bố nữa, mà nếu ai còn tiếp tục công bố danh tính chi tiết cũng như lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID thì rõ ràng là đây là hành vi vi phạm pháp luật. Và cái hành vi vi phạm pháp luật này được xem là gì? Đầu tiên nó là xâm phạm đến bí mật đời tư. Và nếu trong trường hợp mà anh đưa lên các thông tin đại chúng cũng như là đưa lên các phương tiện xã hội mà nó gây thiệt hại, nó gây phiền phức thì có thể bị xử phạt, nhẹ thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và còn phải bồi thường nếu mà chứng minh được cái hành vi đấy gây thiệt hại với những người mắc COVID. Bởi vì thực ra cái việc mà công bố danh tính của người ta hoặc là danh sách chi tiết nó không phục vụ gì cho cái việc điều trị các bệnh nhân COVID cả, mà nó chỉ gây thêm cái sự phiền phức đối với những người mà bị công bố danh tính mà thôi. Dạ vâng, như vậy thì có lẽ là đây là cái việc làm mà chúng ta nên làm một cách sớm hơn để có thể bảo vệ danh dự cũng như là uy tín của những người mà mắc COVID-19. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều những cái tranh cãi xảy ra cho rằng là việc mà không công bố một cái lịch trình cụ thể thì cũng sẽ gây khó khăn trong cái việc phòng tránh dịch. Theo ông thì sao ạ?
ở đây chúng ta không có nghĩa là gì không công bố thông tin của ca bệnh đấy, mà ở đây là chúng ta thay đổi cách thức tiếp cận và công bố thông tin nó một cách khoa học hơn, nó tránh ảnh hưởng đến cả danh dự uy tín của người khác mà lại vẫn đủ đảm bảo thông tin cho người dân. Ví dụ tôi nói, ví dụ là những ca mắc Covid sau khi truy vết xong thì CDC sẽ công bố là 10 cái địa điểm mà người dân đến đấy vào cái khoảng thời gian đấy là cần phải khai báo với cơ quan y tế để cơ quan y tế hướng dẫn cái việc phòng dịch. Đấy, thế thì không có nghĩa là không công bố, mà cái cách công bố nó khác đi. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, là Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với huyện Bảo Thắng, Văn Bàn phát hiện ra 4 trường hợp vận chuyển lợn từ các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ vào địa bàn tỉnh. Thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến kiểm dịch. Sau kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 4 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 28 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 167 con lợn, bao gồm 110 con lợn giống, 57 con lợn thịt để thực hiện kiểm dịch lại động vật tại nơi đến. Kết quả kiểm dịch lại toàn bộ 167 trên 167 con lợn không mang mầm bệnh lở mồm long móng và bệnh dịch tả lợn châu Phi. Qua sự kết nối của Bộ Y tế thì nhiều doanh nghiệp tổ chức đã trao tặng tiền, khẩu trang cũng như nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân và người lao động tại hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long kêu gọi các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, các tập đoàn và người dân trong cả nước thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ hướng về tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, cùng hỗ trợ chia sẻ với hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch này, giúp hai tỉnh đối phó với dịch một cách hiệu quả. Qua sự kết nối của Bộ Y tế, Công ty Cổ phần CP Việt Nam đã trao tặng 30.000 khẩu trang, 500 kg xúc xích cùng 13.000 quả trứng gà cho hai tỉnh này. Những hỗ trợ này thể hiện rõ nét tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, là dư luận đang rất chú ý đến vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh đã giữ số tiền là khoảng 14 tỷ đồng từ việc vận động quyên góp ủng hộ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào năm ngoái. Nhưng mà đến nay thì số tiền này vẫn chưa được trao cho đồng bào miền Trung. Trước sự việc này thì nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã lên tiếng giải thích đó là do vì lý do dịch bệnh và đồng thời xin lỗi đồng bào miền Trung vì sự chậm trễ giải ngân số tiền cứu trợ trên. Nhưng đây cũng là câu chuyện để lại nhiều những ý kiến trái chiều. Cụ thể, cuối năm 2020, trước tình hình bão lũ tại miền Trung gây thiệt hại nặng nề, cùng với nhiều văn nghệ sĩ Hoài Linh đã đứng ra vận động quyên góp giúp bà con miền Trung trên trang cá nhân của mình. Kết quả đã kêu gọi được khoảng 14 tỷ đồng. Số tiền này nằm trong tài khoản riêng của nghệ sĩ Hoài Linh thiết lập kêu gọi ủng hộ đồng bào. Trước Tết năm 2021, Hoài Linh dự định trao cho bà con nhưng do dịch COVID-19 nên phải hoãn lại. Sau đó anh dự kiến trao vào dịp từ ngày 10 cho đến ngày 17 tháng 5 năm 2021, nhưng đợt này dịch bệnh lại tiếp tục bùng phát nên chuyến đi phải hoãn lại. Hoài Linh cho biết khi trao tiền quyên góp, anh muốn có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương, nơi đoàn từ thiện đến để đảm bảo sự minh bạch. Sự chậm trễ trao tiền ủng hộ là vì những lý do ngoài ý muốn. Đây không phải là câu chuyện nghệ sĩ hay người nổi tiếng làm từ thiện gây tranh cãi ở nước ta. Cuối năm ngoái, ca sĩ Thủy Tiên đã huy động được số tiền 150 tỷ đồng của các mạnh thường quân ủng hộ bà con miền Trung. Bên cạnh việc ủng hộ, không ít người đã quay sang trách móc Thủy Tiên về cách thức làm từ thiện của cô. Có rất nhiều ý kiến bày tỏ không chấp nhận sự im lặng của nghệ sĩ Hoài Linh khi đã giữ số tiền 14 tỷ đồng trong suốt 6 tháng qua, nhưng lại không công khai để tất cả các mạnh thường quân và người dân được biết. Giả sử chuyện này không được đưa ra, thì liệu công chúng bao giờ mới có câu trả lời? Vâng, và có thể nói thêm rằng là việc huy động nguồn lực xã hội hóa để có thể khắc phục hậu quả thiên tai thì luôn được khuyến khích. Thế nhưng mà thực hiện ra sao chưa hiệu quả thì có lẽ lại là một vấn đề. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với nhà báo Trịnh Bá Ninh, nguyên phó tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam về vấn đề này. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Trịnh Bá Ninh đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Vâng, thưa nhà báo, chúng ta có thể nói rằng là từ thiện dù là ở góc độ nào thì cũng là những cái việc làm nhân đạo và mang rất là nhiều những cái ý nghĩa cao đẹp và tích cực và là một việc làm tử tế. Thế nhưng mà để xảy ra những cái chuyện ồn ào như trên thì theo ông nguyên nhân là do đâu ạ? Ở đây thì nó phải phân biệt, nó rành mạch ở hai vấn đề thế này. Một số các bạn ấy thì các bạn ấy vô tâm, thậm chí là thiếu trách nhiệm, bởi vì người ta đang cần anh, cái lúc người ta cần anh nhất thì anh lại bàng quan nhất, thì đấy là cái thứ đấy là tôi cho rằng là không chấp nhận được. Người ta gọi của cho không bằng cách cho, chính là thế.
lúc đó người ta đói thì người ta rất cần, đấy là một miếng khi đói và một gói khi no, các cụ dạy mãi rồi, đến lúc người ta cần anh ấy thì anh phải có mặt ấy. Cái lúc anh cần anh mà anh lại giữ tiền anh không chuyển cho người ta thì nó không hay. Cái thứ hai là cũng có một phần có thể là có một số nhóm người hoặc một số cá nhân là thiếu yếu tố chuyên nghiệp ở đấy, tức là thường người ta phải có cái bộ phận quản trị đấy, có một hai người quản trị, có luật sư này, có kế toán này, để người ta thống kê rồi người ta tư vấn cho anh. Đa số là người ta không đồng tình với cái cách nhận tiền rồi mà anh không chuyển đến, người ta gửi gắm ở anh thì anh phải mang cả cái vật chất và cái tinh thần của những người đó đến trao cho vùng dân nghèo, như thế nó mới gọi là người từ thiện, nó phải mang cái sứ mệnh ấy thì nó mới hoàn hảo chứ. Vâng, thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh, là vậy những cá nhân tổ chức huy động nguồn lực xã hội hóa để làm từ thiện thì sẽ phải thực hiện những gì để hành động này hiệu quả? Nó bao giờ cũng phải cần sự giám sát. Một là anh phải tự giám sát lấy mình, tức là nếu anh cho anh có lương tâm thì lương tâm anh nó phải mách bảo anh rằng cái việc đấy không đúng. Và thứ hai là giám sát của cộng đồng, người ta sẽ giám sát theo dõi bước đi, càng người nổi tiếng càng cẩn trọng, người ta sẽ xem đường đi nước bước của anh, xem cách nói của anh, xem cách ăn ở của anh như thế nào, và điều đó anh phải hết sức cẩn trọng. Trong những trường hợp mà anh chưa chuyển đến được vùng khó khăn ấy thì anh có thể gửi qua tài khoản đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của cái địa phương đó, và anh ký thác ở đấy, anh quỷ thác ở đấy rằng người đấy sẽ thay mặt tôi và anh công bố cộng đồng mạng, tiền các bạn gửi tôi đã chuyển về Ủy ban dân xã Mặt trận Tổ quốc để thực hiện đúng tâm nguyện của các bạn. Tôi nghĩ rằng thế thì nó sẽ trọn vẹn hơn nhiều. Vấn đề cuối cùng ở đây nó bộc lộ ở chỗ là cái tình cảm con người với con người thế nào trong những lúc khó khăn, điều đó mới là điều làm nên cái giá trị đạo đức và giá trị nhân phẩm cho xã hội của mình. Vâng, xin cảm ơn về những thông tin của nhà báo Trịnh Bá Ninh. Trong phần tiếp theo của chương trình, dịch bệnh COVID-19 lại bùng phát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khiến bà con trồng ớt xanh và bí đao rơi vào cảnh điêu đứng. Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp Đại hội Đồng Y tế Thế giới lần thứ 74 diễn ra theo hình thức trực tuyến, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi một sự thúc đẩy mạnh mẽ để tiêm vaccine cho ít nhất 10% dân số của mỗi quốc gia vào tháng 9 năm nay. Xin mời quý vị đến với các vấn đề nông nghiệp đáng chú ý. Để thực hiện mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được ít nhất 1 tỷ cây xanh, cùng với việc phổ biến và tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia trồng cây gây rừng, ngành lâm nghiệp cũng đã chủ động triển khai nhiều các chính sách về quản lý giống cây lâm nghiệp. Vậy kế hoạch này đã được triển khai ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi. Để đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng cây giống lâm nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2021 NDCP ngày 25 tháng 3 năm 2021. Theo đó, nghị định quy định về quản lý giống cây lâm nghiệp gồm bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm giống, nhãn và tên giống cây trồng lâm nghiệp, quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu giống cây lâm nghiệp. Quản lý chặt chẽ cái chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp để đảm bảo từ quá trình là sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu để đưa được nhiều giống tốt vào sản xuất trong thực tiễn, và có những cơ chế chính sách để có là các cái cơ sở sản xuất giống là đẩy mạnh việc sản xuất giống công nghệ cao, đặc biệt là giống mô và hom. Trong những năm qua, ngành lâm nghiệp đã chú trọng công tác quản lý cây giống lâm nghiệp, trong đó việc kiện toàn các hệ thống văn bản pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp như luật lâm nghiệp, thông tư ban hành về các loài cây lâm nghiệp chính là các loài cây theo vùng sinh thái, tiêu chuẩn quốc gia về cây giống lâm nghiệp. Việc đưa cây giống lâm nghiệp chất lượng vào sản xuất đã cải thiện rõ về năng suất và chất lượng rừng trồng. Cách đây khoảng 10 năm thì năng suất rừng trồng bình quân thì chỉ đạt khoảng 10 mét khối trên 1 hectare một năm. Và đến bây giờ thì đạt khoảng 15 mét khối trên hectare một năm. Và đặc biệt một số nơi có đưa vào giống tốt và có cánh tác tốt thì đã đạt đến 20-25, và cá biệt có một số nơi như Cà Mau có thể đạt được 40 mét khối hecta trên năm. Để tạo đủ nguồn lực cung cấp giống cây chất lượng cao, ngành lâm nghiệp đã làm tốt công tác nghiên cứu chọn tạo, sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp ở các cơ sở sản xuất. Trong đó đã sản xuất và phục vụ trồng hơn 3,5 triệu hecta rừng sản xuất, tạo nguồn nguyên liệu chính cho công nghiệp chế biến gỗ trong nước và xuất khẩu. Mỗi năm thì đã khai thác được khoảng 30 triệu mét khối gỗ và đã cung cấp khoảng 75% cái nguyên liệu cho ngành chế biến xuất khẩu, góp phần lớn trong việc là đạt thành tích xuất khẩu là 13,2 tỷ đô vào năm 2020. Bên cạnh thành tựu đã đạt được,
công tác quản lý giống cây lâm nghiệp hiện nay vẫn còn những tồn tại. Thực tế đã có hơn 183 giống được Bộ Nông nghiệp công nhận, thế nhưng chỉ có 55 giống được đưa vào sản xuất, tỷ lệ chỉ chiếm khoảng 30%. Nguyên nhân là do giá thành còn có nhiều chênh lệch và tập quán sản xuất của người dân còn lạc hậu. Vì thế, trong thời gian tới, công tác thông tin về vai trò quan trọng của giống cây lâm nghiệp chất lượng trong sản xuất cần được ưu tiên thực hiện. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp đang là hướng đi được ngành lâm nghiệp ưu tiên lựa chọn. Trong đó thì việc ứng dụng các thành tựu khoa học như là công nghệ gen, chỉ thị phân tử hay là nuôi cấy mô tế bào cũng đang góp phần nâng cao năng suất, chất lượng giống cây lâm nghiệp và rút ngắn thời gian sinh trưởng, nâng cao giá trị rừng trồng. Phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp, tại đây hàng trăm chủng loại giống cây lâm nghiệp đang được sản xuất bằng công nghệ nuôi cấy mô. Bảo vệ nguyên vẹn được cái tính chất di truyền của cái cây đầu dòng và cây mẹ. Thứ hai nữa là cái trong cái điều kiện nuôi cấy ống phòng thí nghiệm thì các giống mà chúng tôi được lưu trữ ở đây thì là sạch về mặt sâu bệnh hại cũng như là không bị chịu tác động về cái điều kiện về môi trường. Thứ ba nữa tức là các giống thì được trẻ hóa thường xuyên, tức là nó sẽ tránh được cái tình trạng là thoái hóa giống cũng như là tránh được những cái tác động từ bên ngoài. Từ năm 2006 đến nay, Viện Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp đã thực hiện khoảng 26 đề tài và dự án khoa học công nghệ với nhiều hướng nghiên cứu khác nhau. Nghiên cứu chọn tạo giống cây lâm nghiệp mới bằng phương pháp chuyển gen, chỉ thị phân tử, đa bội thể. Từ đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, rút ngắn được chu kỳ chọn tạo giống cây lâm nghiệp. Cái quá trình chọn giống thông thường là đối với một cái chu kỳ, đối với cây lâm nghiệp thì một cái chu kỳ chọn giống là mất khoảng 5 năm. Thế thì bây giờ bằng cái việc sử dụng các chỉ thị phân tử này thì chúng tôi sẽ rút ngắn được một cái chu kỳ chọn giống trong cả một cái quá trình chọn giống là từ 3 đến 5 năm. Với việc làm chủ công nghệ, mỗi năm Viện Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp đã cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 bình giống gốc, tương đương với 30 triệu cây giống công nghệ cao. Bên cạnh đó, viện cũng sản xuất ra khoảng 2,5 triệu cây giống và 300 kg hạt giống để cung cấp cho các cơ sở sản xuất. Chúng tôi lai tạo, chọn tạo ra các cây giống mới thì sẽ phải qua các cái bước khảo nghiệm cơ bản. Và trên cơ sở đánh giá cái bước khảo nghiệm cơ bản này thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tiến hành xem xét, đánh giá và công nhận một số những cái giống mới. Những cái giống mới này sau khi được công nhận thì tiếp tục được khảo nghiệm mở rộng, trồng thử ở quy mô lớn thì mới được công nhận chính thức để phát triển và sản xuất. Thì phải nói rằng cái quy trình này hết sức chặt chẽ và đảm bảo cho những cái giống là được phát triển tốt và trong sản xuất. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, hiện cả nước có khoảng hơn 700 cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp, trong đó có khoảng 200 cơ sở sản xuất giống đang ứng dụng sản xuất giống công nghệ cao. Hiện giá cây giống công nghệ cao thường cao gấp đôi so với giống sản xuất bằng hom, hạt. Tuy nhiên, theo các nhà chuyên môn tính toán, chi phí đầu tư cho cây giống chỉ chiếm từ 10 đến 15% tổng chi phí trồng rừng. Việc lựa chọn cây giống chất lượng vẫn là vấn đề then chốt cho việc phát triển lâm nghiệp theo hướng hiệu quả và cần được tuân thủ trong thời gian tới. Thưa quý vị, là bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác vải thiều theo tiêu chuẩn xuất khẩu, thì việc liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ đã giúp cho trái vải thiều của tỉnh Hải Dương có giá bán khá cao, đạt từ 25.000 đến 35.000 đồng 1 kg tại vườn. Câu chuyện liên kết chuỗi giá trị tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương sau đây là một ví dụ. Ông Phạm Văn Giang ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là một trong 37 thành viên của hợp tác xã Amei Việt Nam, chuyên canh tác vải thiều theo tiêu chuẩn Global Gap để xuất khẩu sang Nhật Bản. Với gần 2 hectare diện tích trồng vải, vụ vải năm 2021, ông Giang bắt đầu tham gia hợp tác xã này. Mọi hoạt động từ canh tác, tiêu thụ đều được hợp tác xã bao tiêu với giá ổn định 27.000 đồng 1 kg, cao hơn giá thị trường 15%. Chúng tôi là một trong những thành viên của hợp tác xã Amei thì trước tiên là năm nay mới là thành lập ra hợp tác xã năm đầu tiên. Còn hợp tác xã Amei thì liên doanh với công ty Amei là để tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Thế bà con chúng tôi là rất là phấn khởi là được cái đầu ra là vững chắc. Quả vải của chúng tôi là trước kia là chưa vào hợp tác xã Amei thì là bán ra thị trường là nó không có đầu ra mà thị trường nó bấp bênh. Bây giờ chúng tôi làm cho hợp tác xã Amei thì là đầu ra thì có công ty của Amei là bao tiêu sản phẩm của chúng tôi
nên là chúng tôi không lo ra bán ở thị trường ngoài nữa. Hiện 37 thành viên của hợp tác xã đang bắt đầu thu hoạch vải thiều. Số vải này được hợp tác xã AMEI thu mua để sơ chế, chiếu xạ và đóng gói để xuất khẩu sang Nhật Bản. Dự kiến khoảng vài ngày nữa, lô vải thiều canh tác theo tiêu chuẩn Global Gap thứ 3 của hợp tác xã sẽ lên đường xuất Nhật. Doanh nghiệp thì rất muốn là ổn định và phát triển tại địa phương. Mà muốn ổn định và phát triển thì cái vùng nguyên liệu cũng như là cái sự gắn bó của bà con nông dân là cái điều kiện tiên quyết mà doanh nghiệp xác định là sẽ phải thực hiện. Chính vì vậy mà năm nay thì doanh nghiệp cũng đã thành lập hợp tác xã. Và trong dự kiến những năm tiếp theo, khi mà cái giai đoạn đầu của hợp tác xã thành công thì công ty sẽ mở dần cái quy mô phát triển hợp tác xã để làm sao là càng nhiều bà con tham gia hợp tác xã để công ty có cái sự ổn định cũng như là người dân có một cái sự an tâm cho việc tập trung phát triển cái vùng nguyên liệu cho công ty. Trước đó vào ngày 23 tháng 5 và 24 tháng 5, hai lô vải thiều của hợp tác xã với sản lượng gần 2.000 tấn đã thông quan thành công tại Nhật Bản. Dự kiến mỗi ngày, hợp tác xã này sẽ xuất khẩu khoảng 5.000 tấn vải thiều sang thị trường khó tính này. Đây là thành quả về sự nỗ lực của nông dân Hải Dương khi tham gia các chuỗi liên kết nâng cao giá trị cho trái vải thiều. Thưa quý vị, dịch bệnh thì vẫn đang nóng lên từng giờ tại tâm dịch Bắc Giang. Trong khi đó thì các vùng vải thiều ở địa phương này cũng đã bước vào giai đoạn thu trái. Những kịch bản tiêu thụ vải thiều trong điều kiện dịch bệnh cũng đã được Bắc Giang xây dựng. Trong đó Bắc Giang chủ trương tích cực xúc tiến thương mại, linh hoạt các kênh bán hàng, đặc biệt là lưu ý tới vấn đề xuất khẩu, tăng giá trị lợi nhuận. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC16. Mặc dù diễn biến dịch bệnh đang phức tạp, nhưng công ty này vẫn chủ động về tận vùng vải thiều Bắc Giang để phối hợp đánh giá quy trình chất lượng quả vải thiều trước khi xuất khẩu sang Nhật. Dự kiến thì của công ty sẽ chủ động xuất khẩu khoảng 50 tấn theo như kế hoạch đã được đề ra. Phía công ty cũng đã chủ động liên lạc với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để có kế hoạch giám sát vùng nguyên liệu nhằm mục tiêu là đảm bảo cái tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên quả và trên vỏ để đảm bảo theo tiêu chuẩn của Nhật. Hiện nay, nhiều chuỗi hệ thống siêu thị lớn của cả nước cũng bắt đầu tiếp cận vùng vải thiều của Bắc Giang. Trước mắt, các siêu thị đã ký kết bao tiêu 700 tấn vải thiều cho địa phương này. Con số sẽ còn tăng lên trong thời gian tới do còn một tuần nữa mới có thể thu hoạch vải sớm. Vụ vải năm nay diễn ra trong thời điểm dịch bệnh phức tạp nên Bắc Giang đã sớm có phương án chủ động mời gọi các doanh nghiệp tiêu thụ vải thiều. Cùng với 4 điểm cầu ở bên Trung Quốc thì sẽ có là xúc tiến trực tuyến tại cái điểm cầu ở Úc, điểm cầu ở Singapore và điểm cầu ở Nhật. Thế như vậy là chúng ta sẽ giải đều cái quá trình xúc tiến đó bằng cái xúc tiến trực tuyến để đáp ứng cho cái mùa dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Sở Công Thương Bắc Giang quyết định đưa hai tổ hỗ trợ lên cửa khẩu tại tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn. Tổ này có nhiệm vụ cung cấp thông tin, hướng dẫn cho doanh nghiệp, thương nhân có hoạt động xuất khẩu vải thiều về các quy định, điều kiện về người, phương tiện và hàng hóa vận chuyển lưu thông đi đến các cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn. Sau khi vải thiều thông quan hết, mới đến các hàng hóa khác làm thủ tục thông quan. Tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trực tiếp lên Bắc Giang bàn bạc với địa phương để có giải pháp cụ thể về đầu ra cho vải thiều. Thủ tướng nhấn mạnh là phương án đó phải có sự linh động, thích nghi với hoàn cảnh để không làm ảnh hưởng tới thu nhập của bà con nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn dịch bệnh. Thưa quý vị, thiên tai thì đang ngày càng phức tạp và khó lường là một trong những thách thức lớn đối với phát triển bền vững của đất nước. Trong 20 năm gần đây, nước ta đã phải hứng chịu hầu hết các loại thiên tai gây ra tổn thất nặng nề về người và tài sản, cơ sở hạ tầng và tác động xấu đến môi trường sống, sản xuất của nhân dân. Ước tính thiệt hại hàng năm từ 1 cho đến 1,5% GDP. Đặc biệt là năm 2020, thiên tai dồn dập bất thường xuất hiện nhiều kỷ lục về các loại thiên tai như rét hại, nắng nóng, mưa lũ, bão, lũ quét, sạt lở đất. Cơn lũ dữ đã đi qua nhưng câu chuyện cán bộ, chiến sĩ cứu giúp người dân trong lũ dữ vẫn được người dân nhắc đến với sự cảm phục và sự biết ơn sâu sắc. Những hình ảnh này diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm 2020 tại tỉnh Quảng Bình. Đối với người dân, đây là trận lũ lịch sử. Chỉ vài giờ đồng hồ trong đêm ngày 18 tháng 10, hàng ngàn ngôi nhà đã chìm sâu trong nước lũ. Mặc dù đã được khuyến cáo nhưng do nước lũ lên nhanh, lực lượng tại chỗ thiếu phương tiện ứng cứu nên nhiều gia đình đã bị cô lập. Cách đây có mấy năm là chỉ có vô này thử thôi, mà năm thì vô đóng tay khoảng 1,5 mét.
Tôi đang được ở Hàm Hoa, chứ có bao giờ là thấy là cái cảnh tuyệt vời là ngập lụt và nặng nề như ngày hôm nay. Trong đêm tối, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vượt nước lũ, tìm cách tiếp cận với các gia đình bị ngập sâu ảnh hưởng đến tính mạng, di rời về nơi an toàn. Nước lũ lên nhanh, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người dân. Nhưng với sự phản ứng nhanh và giúp đỡ kịp thời từ Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã điều động hàng chục chiến sĩ và nhiều xuồng cao tốc xuống địa bàn các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy để phát áo phao, hỗ trợ nhân dân di chuyển sơ tán đến các điểm cao như trụ sở Ủy ban xã và trường học. Đoàn chúng tôi tiếp tục ứng cứu ở cái vùng thôn Mỹ Phước của xã Phong Thủy. Đây là cái vùng trũng thấp nhất và hiện nay chúng tôi đang còn tiếp tục ứng cứu rất là nhiều, có nhiều hộ gia đình, có những hộ gia đình có những hoàn cảnh rất là khó khăn neo đơn. Trong đó có những cái trường hợp mà là bị tai biến rồi mới sinh con 11 tháng. Chúng tôi đã cấp cứu là an toàn. Từ sáng tới giờ thì chúng tôi đã di chuyển gần 50 người lên trụ sở Ủy ban nhân xã đảm bảo an toàn cho bà con. Cơ bản thì đầu tiên thì chúng tôi di chuyển người già, trẻ em và phụ nữ lên trước. Với người lính, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn lực lượng. Những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ biên phòng đã góp phần làm giảm hậu quả của thiên tai gây ra, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, nơi chịu nhiều tổn thương bởi thiên tai. Tiểu mục thị trường nông sản ngày hôm nay sẽ mở đầu với thông tin về giá lúa gạo. Hiện nay giá lúa tại thành phố Cần Thơ và nhiều địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhiều loại lúa đang có giá cao hơn từ 400 đến 600 đồng một kg so với cùng kỳ của năm trước. Trồng lúa được mùa, được giá, nông dân Cần Thơ rất phấn khởi. Cụ thể, giá lúa IR50404 và nhiều loại lúa OM đã phơi sấy được người dân trữ lại từ vụ đông xuân năm 2020-2021 có giá từ 7.000 đến 7.500 đồng một kg trở lên. Còn các loại lúa thơm như Jasmine 85, Đài Thơm 8 là từ 8.000 đến 8.100 đồng một kg. Lúa vụ hè thu năm 2021 mới bước vào giai đoạn làm đồng đến trổ, nhưng đã có nhiều thương lái tìm đến tận nhà người dân để đặt cọc tiền, thỏa thuận mua lúa tươi ngay tại ruộng khi thu hoạch, với giá từ 5.700 đến 5.900 đồng một kg. Đối với lúa IR50404, các giống lúa OM5451, OM380 có giá từ 6.000 đến 6.100 đồng một kg. Dịch COVID-19 cũng khiến cho tình hình tiêu thụ các loại trái cây gặp nhiều khó khăn. Tại tỉnh Tiền Giang thì bưởi da xanh đang vào vụ thu hoạch nhưng giá bán lại rất thấp so với cùng kỳ nhiều năm. Tình hình này đang khiến cho nông dân lao đao. Tại một số địa phương như huyện Châu Thành có hơn 2.000 hecta bưởi, tập trung nhiều nhất ở các xã khu vực Vĩnh Kim, Bàn Long, Dưỡng Điềm và Hữu Đạo. Trong đó phần lớn là bưởi da xanh có chất lượng cao và các loại bưởi khác. Những năm gần đây, nhà vườn rất phấn khởi vì bưởi da xanh có giá. Bình quân trái loại 1 cũng đạt từ 20 đến 25 ngàn đồng một kg, là nông dân có lãi. Tuy nhiên trong khoảng 2 năm trở lại đây, bưởi lại rất giá mạnh làm cho nhiều hộ nông dân phải lao đao. Hiện thương lái mua tại vườn với giá dao động từ 8.000 đến 9.000 đồng một kg đối với bưởi da xanh. Riêng đối với các loại bưởi khác như long củ cò, bưởi năm roi có giá từ 5.000 đồng một kg. Với mức giá này thì nông dân không có lãi. Dịch bệnh COVID-19 lại bùng phát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, khiến nhiều nông sản của người nông dân rơi vào cảnh điêu đứng, đặc biệt là nhiều diện tích trồng ớt xanh và bí đao đã liên tiếp mất giá thảm hại, thậm chí là không có người mua, nông dân không buồn thu hoạch. Năm nay ớt được mùa nhưng lại mất giá, thương lái thu mua nhỏ giọt. Những năm trước, ớt có giá từ 20 đến 30.000 đồng một kg. Hai năm trở lại đây, ớt chỉ có giá 5.000 đồng một kg. Đặc biệt, ớt xanh khi đã chín mà không được thu hái sẽ khiến cây ớt bị chết, không thể tiếp tục ra hoa kết trái. Cùng cảnh ngộ với ớt, trong khi mọi năm vào mùa nắng nóng, bí đao bán khá chạy với giá 10.000 đồng một kg, thì hiện nay bí rớt giá còn 4.000 đồng một kg, bán rất chậm.
Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 4 vừa qua tiếp tục tăng trưởng cao, với giá trị xuất khẩu cá ngừ đạt hơn 74 triệu đô la Mỹ, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021, nâng tổng giá trị xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm lên gần 226 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong tổng số các thị trường xuất khẩu chính của cá ngừ Việt Nam thì khối thị trường EU và CPTPP có sự tăng trưởng rõ rệt. Các thống kê cho thấy trong tháng 4 năm 2021, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ sang EU và CPTPP đã tăng lần lượt là 37% và 47% so với tháng 3 năm 2021. Tại thị trường Mỹ, xuất khẩu cá ngừ tăng 56%, cao hơn so với tháng 3 năm 2021. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu cũng đang có sự dịch chuyển khi mà cá ngừ chế biến và đóng gói hộp tăng trưởng chậm, lại còn cá ngừ tươi và đông lạnh thì lại tăng cao. Vừa rồi là những thông tin trong nước đáng chú ý. Tiếp theo sẽ là bản tin dự báo thời tiết với phần trình bày của biên tập viên Quỳnh Anh. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trong khoảng từ 40 cho đến 80mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Từ nay đến ngày 27 tháng 5, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa, mưa vừa cho đến mưa to, có nơi mưa rất to và có dông, với lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 150 cho đến 300mm trên một đợt. Ở Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 200 cho đến là 400mm trên một đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với điều kiện thời tiết mưa nhiều trong những ngày tới, những loại cây như bưởi, cam sành, quýt hồng sẽ bị nhiều loại sâu bệnh tấn công và làm ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất, trong đó thì sâu ve bùa thì rất đáng lo ngại. Để phòng trị, bà con cần lưu ý như sau. Cần cắt tỉa cành, phải cắt tỉa đồng loạt để giúp ra đọt non cùng lúc sẽ kiểm soát tốt sâu ve bùa. Bên cạnh đó thì cần vệ sinh vườn sạch sẽ, thu gom tiêu hủy khi cây ra lộc non là thời điểm thích hợp để sâu sinh sản và cần phun thuốc ngay. Khi ra đọt non, nên phun các sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học. Ngoài ra thì phải thường xuyên theo dõi thăm vườn để phát hiện kịp thời, xử lý hạn chế sâu vẽ bùa tấn công. Thời điểm phun thích hợp sẽ là từ khi cây có mầm đọt non đến khi lá cuối cùng trong cơi đọt mở ra hết thì ngừng phun. Phun từ 2 cho đến 3 lần, cách nhau từ 7 cho đến 10 ngày. Khi thấy trong vườn có xuất hiện bướm rộ thì phun. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi. Vừa rồi là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế chúng tôi cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.